Xin chào các bạn, chuyên mục câu chuyện vĩ nhân lại đến với các bạn đây. Có rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích đã được kể, các bạn có thể tìm lại để nghe nhé. Những câu chuyện ấy được trích trong bộ truyện tranh Chiêu Hạc cùng Vĩ Nhân. Mọi người đã gửi phản hồi rất tốt về những câu chuyện này. Vậy chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay là gì nhé. Tiếng ồn thử thách. Năm lên 10 tuổi, vua cha đã mời những vị thầy lỗi lạc về dạy học cho thái tử Siddhartha. Cậu được học chung với Devadatta cùng các vương tôn công tử khác. Hôm đó thầy giáo dạy về triết học, thầy đã giảng ý nghĩa ngọn đèn được tượng trưng cho sự chuyên chú và tri thức. Lớp học rất tập trung. Cuối giờ thầy giáo giải thích về ý nghĩa âm tiết Om trong tiếng Phạn. Rồi thầy giáo thử thách học trò bằng cách yêu cầu các bạn không được dùng hơi thổi mà phải phát ra âm Om sao cho ngọn đèn tắt, hoặc khi dầu trong đèn hết thì mới được nghỉ. Ban đầu cả lớp đều chăm chú thực hiện theo yêu cầu của thầy, nhưng chỉ một lát sau, vài bạn đã bỏ cuộc. Thêm một lát nữa, nửa lớp đã bỏ cuộc. Khi lớp chỉ còn khoảng 1/3 bạn kiên trì thì Devadatta canh lúc thầy không để ý đã thổi tắt đèn. Thế nhưng thầy giáo vẫn không mấy để tâm đến kết quả của Devadatta. Lại một ít thời gian nữa trôi qua, trừ Siddhartha vẫn kiên nhẫn ôm, còn lại cả lớp đều đã không vượt qua thử thách của thầy giáo. Trời đã tối, nhưng ngoài ngọn đèn đã tắt của Devadatta thì không có ngọn đèn nào tắt cả. Mọi người ai cũng mong dầu trong đèn hết để được về ăn tối. Riêng Siddhartha vẫn còn kiên trì đọc Om. Giọng của cậu bé vẫn không thể hiện sự mệt mỏi và cậu cũng không có dấu hiệu muốn dừng. Đến lúc này thầy đã ra hiệu dừng và tỏ ra rất thán phục trước sự thành thật và bền bỉ của Siddhartha, mà không khen Devadatta vì biết rõ cậu ta có sự gian lận. Ai cũng ngưỡng mộ Siddhartha, riêng Devadatta cảm thấy rất bức bối, khó chịu vì sự thán phục của thầy không được dành cho mình. Cậu ta ra về với bước chân nặng nề đầy oán giận. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng sự đố kỵ, ích kỷ sẽ mang đến tức giận. Ganh ghét kết hợp với gian dối càng nhiều sẽ nhận lại sự cô độc càng lớn. Người kiên trì, nhẫn nại và thành thật thì dễ thành công, luôn được nhiều người quý trọng. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Đố kỵ khi thấy người khác được thương yêu thì trở thành người cô độc, lẻ loi. Gian dối vì muốn được khen ngợi thì không được công nhận, bị xem thường, bị xa lánh. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Thầy giáo muốn học trò nhận ra điều gì qua thử thách tiếng Om? 2. Những biểu hiện của sự ganh tị, ích kỷ là gì? 3. Khi nhận ra mình có tính ganh tị thì nên làm gì? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.